lọc lọc vô trong fanpage của anh á. Rồi chào bạn. Nay chơi đêm mà nay làm hình trễ cho nên là sẵn ngồi livestream chơi đỡ làm fanpage nó mốc. Không, tại làm này làm lên cho vui thôi chứ thực ra mình đâu có cần phải nhiều người xem làm gì. Vậy mới bật lên một phát là có 32 người vô là cũng giống giống như cái hồi mà mình làm lúc 7 giờ đó. Nếu các bạn nào có câu hỏi các bạn cứ việc comment comment nhé. Thì mình sẽ tranh thủ vừa làm mình vừa trả lời luôn. Bữa nay là chắc làm trả lời câu hỏi chơi thôi. Chứ còn làm vấn đề như là mấy cái lịch như bữa mới làm á thì chắc vài hôm nữa mình mới làm được, tại giờ mình đang bận nhiều quá nên là cái đấy chưa quay được. Số làm xong hết rồi, giờ chỉ còn bỏ lên layout thành lịch thôi rồi up lên thôi, nhưng mà chưa làm được. Chắc là chiều mai á, chắc chiều mai mình làm, chiều mai làm cho tầm tối mai có. Mình làm thì dễ lắm, để làm xong cái bộp up liền chứ đâu có cần phải chỉnh sửa cắt ghép gì. Bạn Nguyễn Công Vinh ơi, nãy em làm ảnh gif mà không lưu lại được. Nếu mà không lưu lại được á thì nó là lý do là bạn làm cái kích thước nó hơi lớn, máy bạn chịu không được. Cho nên là các bạn giảm cái detail lại, ví dụ như là cái nó có cái dòng detail á, hình như đó là 255 hay là 100% gì đó. Nó không nhớ là 100% hay là nó là số gì, các bạn giảm nó xuống, ví dụ như là 100% các bạn giảm xuống 80% chẳng hạn vậy. Rồi giảm cái size xuống. Giảm cái size xuống. Hướng dẫn làm cái background sáng từ trong ra ngoài đi ạ. Không một background trông đẹp đẹp kiểu như một màu đó, chỗ sáng chỗ tối. Background gì nhỉ? Background ví dụ new rồi, rồi background là làm cái gradient này ha. Sáng từ trong ra ngoài là cái này ha. Chọn nè. Xong cái vùng ha. Đại khái là vậy ha. Sáng từ trong ra ngoài hay là sao? Mình chưa hiểu ý bạn lắm nên cái gì bạn nói rõ lại nhé, mình sẽ trả lời kỹ hơn. Rồi mock up sao? Mock up thì dễ mà, nó có cái lúc nào nó cũng có cái place ấy, thì các bạn cứ việc place cái hình của các bạn vô thôi là tự động là xong thôi, đâu có gì. Gửi hình cho khách kiểu gì để không bị giảm độ phân giải thì các bạn cứ gửi cái size lớn nhất. Còn các bạn sẽ phải hỏi khách nhà, ví dụ như người ta có up hình lên Facebook hay không á, thì khi mà các bạn xuất file hình ra thì các bạn sẽ phải xuất cái file là với cái size là 2048 chiều rộng, và các bạn lưu lại file PNG sau đó gửi cho khách. Tất nhiên là nếu mà gửi qua Google á thì đừng có gửi qua mail nha, tại vì nếu mà gửi qua mail như nó cũng nén lại thì phải, mình để ý là vậy. Cho nên là nếu mà gửi qua mail á, thì tốt nhất là các bạn nén nó lại, nén bằng file zip á.
các bạn nén lại bằng tay thủ công á, thì cái lúc mà mình vào một cái file nén như vậy mình gửi cho khách thì nó sẽ ok hơn, hoặc không là các bạn sẽ up qua F-Share hay là Google Drive thì nó sẽ đỡ hơn. Chứ còn các bạn mà để nguyên cái hình các bạn gửi qua thì thế nào nó cũng bị dẹp. Với cả là nếu các bạn mình phải hỏi ý khách trước, người ta up hình lên Facebook thì mình xuất file để up hình Facebook thì nó sẽ ổn hơn. Cái thông số để mà xuất file hình Facebook thì mình cũng có nói rồi á, là 2048 chiều rộng, chiều rộng chiều dọc gì cũng được. Nói chung là một cái size, cái cạnh mà lớn nhất á, là mình sẽ để là 2048 72 dpi, lưu lại là file png, sau đó gửi cho khách là ok, là người ta sẽ up lên và mình đảm bảo là không vỡ, không có bị bất kỳ một cái gì cả. Còn nếu các bạn không là các bạn gửi luôn hai file, một file là jpeg full size, một file là 2048 png, nói rõ người ta là cái gì để up, cái gì không, thì tại cái đó mình ưu tiên cái chất lượng. Còn không mình cứ gửi file full size thì nhiều khi người ta up lên nó vỡ tan bành ra thì nó lại cũng hơi kỳ. iPhone em không tua nhanh video được. Video này đâu có tua nhanh được bạn, mình đang livestream mà. Đang livestream sao tua nhanh được. Người bạn Phạm Tiến Trung bạn hỏi xài mockup. Đây mình sẽ làm hẳn một cái mockup cho bạn coi. Linh tinh ha. Mình có để một vài cái mockup ở đây, mình không nhớ là mình để ở đâu nữa. Như là texture mockup đâu nhỉ? Đây mockup. Mình có một cái magazine này chẳng hạn vậy. Đấy, mình có magazine đây. Thì cái này lúc nào mình mở một cái mockup lên á, người ta tải cho, người ta share qua cho mình á. Ví dụ như là cái này đi, là một cái bìa sách đi. Thì nó sẽ có những cái, các bạn để ý là lúc nào nó cũng có một vài cái layer á, mà nó để là image here hoặc là place your image here này nọ đó. Đại khái nó là một cái dạng size mà, cái dạng mà layer mà smart object á, thì đó là cái chỗ để mà chúng ta place cái hình chúng ta vô. Chỉ đơn giản là vậy này, click đồ ở đây nó hiện ra place photo here, nghĩa là thêm cái hình của mày vào đây. Đây mình sẽ click đôi vào cái layer đó. Thì đây là một cái smart object, cho nên nó sẽ mở ra một cái cửa sổ mới, và ở cửa sổ này chúng ta thêm cái của chúng ta vô thôi. Ví dụ như là cái bìa này mình muốn cho thêm đại là một cái hình trong cái bộ hình mình đang làm luôn đi. Đó, ví dụ như cái hình này đi. Hình này chẳng hạn vậy đó, mình sẽ play cái hình này vô, cứ kéo thả thôi. Nếu các bạn xài bản portable thì bạn sẽ không kéo thả được, thì các bạn cứ việc vào file chọn place thì cũng được. Đó, ok vậy thôi. Paper texture. Cái này là cái texture, cái cũ mình có thể delete đi cũng được. Sau khi xong rồi các bạn bấm Ctrl S một cái là ok, là tự động bên kia nó cập nhật. Ở đây các bạn chỉ việc tắt cái này đi là bên này có. Đó, các bạn thấy là chúng ta place cái hình chúng ta vào trong cái bìa sách. Thì nó nhìn nó khá đẹp nên cái này người ta làm sẵn hết cho mình rồi, chỉ mình thêm vô thôi. Thái Đức Trung không thể cho lại em sao. Rồi mình chịu. Thôi có học qua một giáo trình nào không? Giáo trình ha, giáo trình thì mình có một cái cuốn Photoshop CS6 hồi xưa mình có tự học rồi đấy. Hồi đó hồi với lớp lớp 8, lớp 9 gì á. Lên nhà ông cậu, cái ông có cái đó thì mình mượn, mình đem về mình đọc, mình học, tới bây giờ mình chưa trả. Thì mình nghĩ là cái cuốn duy nhất mà mình đọc với lại làm theo mà dạng là nghiêm túc thôi. Nó nhiều đứa trẻ biết gì tiếng Anh cả, cái cuốn đó là của tiếng Việt á, cho nên là nó cũng dễ theo, nhưng mà nó là CS6 hồi xưa rồi. Thì lúc đó là chỉ biết có gì dùng đấy thôi, cho nên là cũng dễ. Đấy, cứ vậy cứ làm theo, cái riết rồi thì biết. Hình ông Nguyên Linh, ông Nguyên Linh là bạn hồi mình hỗ trợ mình làm hết cái thumbnail này lọ đó. Mấy cái video của ông á là mình làm thumbnail. Với cả mấy cái hình này nọ ông chụp là của mình chụp hết á. Với lại biết cái, không biết phải có coi livestream của ông này không nhỉ?
Thì có lần ông livestream thì có một người tên đích là Tú Linh MU. À, thì nó là mình đó. Rồi, ok. Rồi lại một số câu hỏi của các bạn. Đây, mở đây các bạn sẽ thấy câu hỏi nhé. Không, cái hồi mở lên lại bảo thằng Phúc này ngồi nói chuyện một mình. Rồi. Bé nào uống hay sao? Không có, tại uống cà phê á. Thành ra là có nó hơi đặc đặc cái cổ họng nên là giọng nó vậy thôi. Rồi, làm thế nào để nhận thông báo khi anh livestream? À không sao, hình như là chị bạn chỉ cần like fanpage thôi thì tự động nó có thông báo mà. Phúc cho hỏi tại sao lưu file dạng EPS mà lúc nó mở ra nó không hiện rasterize. Dạng EPS hả? Dạng EPS hình như là bạn phải lưu bằng bạn lưu với cái file AI á, thì khi mình place vào thì nó mới hỏi mình là có muốn chuyển thành rasterize hay không, còn chứ không là hình như là lưu bằng Photoshop thì nó như nhau thôi. Mình cũng chưa thử, mình nghĩ vậy. Tại vì EPS là dạng vector mà vector thì chỉ có AI làm thôi chứ Photoshop thì nó kiểu nửa nạc nửa mỡ. Hồi cái nữa hôm trước cái xem tôi hướng dẫn làm GIF cái phần place video thì share không thể place được. Hình như là cái video này yêu cầu các bạn phải cài cái quick time và thì phải các bạn search cái quick time player á, thì các bạn cài vô thì nó có cái nó dạng như là một cái code á, cái code dành cho xử lý video thì trong bộ Adobe nó có hỗ trợ cái đó, thì nó yêu cầu cái đó để mà nó xử lý Photoshop, nó yêu cầu cái code đó để nó xử lý cái video. Nên các bạn thử ra sao, mình nghĩ vậy nhưng mà chắc khoảng cỡ 80% là đúng á. Mình có làm như anh bảo nhưng vẫn không thể lưu được file GIF, thì bạn cứ thử giảm nhiều hơn nữa coi sao. Kích thước á, bạn giảm kích thước nhiều hơn nữa coi sao, ví dụ như là 300 nhân 500 thôi, bé bé thôi, tại vì nhiều khi GIF nó dài quá, máy nó yêu cầu đòi xử lý cao. Có thể là các bạn sẽ tắt hết những cái chương trình khác, ví dụ như là Chrome hay là những cái chương trình trình duyệt này nọ đó, các bạn tắt hết đi. Thì sau đó các bạn tắt nhạc á ha. Có thể là mình sẽ cho nhỏ nhạc lại thôi ha. Tại vì nó không có nhạc thì nó hơi bụi hơi buồn. À, nhỏ nhỏ nhạc lại cho có tí âm thanh cho nó đỡ buồn. Đêm khuya rồi mình cũng chỉ chắc chỉ livestream tới khoảng cỡ 1-2 giờ thôi mình đi ngủ, tại sáng ra tầm 7 giờ phải đi có công việc rồi. Cuốn đó tên gì? Cái cuốn đó là cuốn của CS, mình không nhớ là CS6 á, cho nên là nó cũ lắm rồi, nên có thể là bạn sẽ hơi khó. Cho nên là nếu bây giờ các bạn muốn học một cách bài bản á, thì có thể là các bạn sẽ đến lớp ví dụ của bạn của chị Thùy Uyên á, các bạn search chị Thùy Uyên ra, bà có dạy mấy cái lớp Photoshop đó thì bà dạy khá hay. Hoặc không thì các bạn có thể lên là cơ bản.hpphotoshop.com, bạn mua cái khóa học của mình cũng được, y chang. Anh học năm mấy Hoa Sen? Mình đang học năm tư rồi, năm sau ra trường. Có lên YouTube không thế? Không, cái này mình là stream trên Facebook thôi. Dạy hiệu ứng chữ đi, hiệu ứng chữ thì chắc từ từ nhé. Mình sẽ có những cái tút riêng. Tắt nhạc được không? Mình vừa giảm đi rồi. Anh không biết là cái gì. Giảm đi. Nghe cho nó có âm thanh tí. Có up livestream hay không? Có, anh có xem Mockup Magazine. Thích thì lát nữa mình up lên cho. Ok. Alan em chỉ 1-2 giờ. Mình nhỏ rồi á, không biết có muốn nhỏ nữa hơn nữa hay không? Nhỏ hơn nữa nè. Để mình làm nhỏ hơn tí nữa. Đại khái là đêm hôm rồi. Ok ha, mình trả lời xong rồi ha. Là mình tiếp tục làm hình nha người ta. Hình này của một ông dạng gamer livestream này nọ đó, cũng vui. Game FO3 không biết các bạn nào chơi không nhỉ? Chơi thì ethnic vô giao lưu. Lâu giao lưu tí đỡ buồn, tại nhiều khi chơi mấy xếp hạng á thắng suốt buồn. Đó vừa nói xong. Trên Mac bấm nút nào để mở feeder ha? Trên Mac thì mình không xài Mac thành ra là mình không biết, nhưng mà hình như feeder hình như đâu có phím tắt phải không? Hôm nay stream chủ đề gì vậy? Stream đó, các bạn có thể thấy cái dòng chữ ngay phía dưới đó. Các bạn đặt câu hỏi, comment, mình trả lời. Đó, đại khái thế thôi.
Thế là bây giờ mình sẽ làm hình cho người ta, cho nên là trong cái quá trình làm mà mình làm ngồi làm không á thì nó cũng buồn. Có thể thấy là những cái hình này mình cũng làm khá là đơn giản thôi chứ không có gì phức tạp, cho nên không cần đòi hỏi cái sự tập trung. Thành ra là chỉ có làm không thì nó buồn, cho nên là sẵn vừa làm vừa livestream trả lời câu hỏi cho anh em cho nó đỡ, thứ nhất là nó đỡ nhạt cái fanpage, thứ hai là có cái để vừa làm mà vừa nói nó đỡ kiểu riết rồi quen này, giờ mà ngồi im không nói gì thì nó cũng không quen. Đỡ gì khi nào bạn Phúc ra trường năm sau? Bạn search YouTube là Thùy Uyên nha, Thùy Uyên sẽ ra, hoặc là bạn vào YouTube á, bạn search Thùy Uyên nó cũng ra. Đó, thì bạn có thể học bà. Bà dạy những cái lớp khá là hay á. Bà này cho bạn nào chưa biết thì bà Thùy Uyên này bà là thiết kế cái giao diện là Zing MP3. Với lại những cái ứng dụng nhìn này nọ bên Zing hình như bà cũng có làm, thành ra là có thể là chuyên về retouch thì bà không giỏi, nhưng mà mình chắc chắn một điều là cái kinh nghiệm sử dụng của bà về Photoshop là không phải dạng vừa đâu. Cho nên là mình, với lại bà có kinh nghiệm giảng dạy nữa, mình thì mới chỉ làm cái khóa học thôi. Mình chưa có mở cái lớp offline nào, thành ra là nếu mà mình bây giờ mình mở cái lớp thì mình cũng sẽ phải tốn vài tháng để mình dạy một hai lớp thì mình mới tích lũy được kinh nghiệm. Còn bà Uyên á, bà dạy đó giờ rồi, bên mấy trung tâm này nọ đó, thành ra là chắc chắn là kinh nghiệm dạy của bà ấy nhiều hơn. Thành ra là nếu như các bạn muốn á, thì các bạn thể tìm tìm cái fanpage hay là cái page cá nhân của bà. Bà liên hệ, bạn học thì khá là ok, hình như là giá khoảng cỡ 1 triệu mấy, 2 triệu thì phải tầm đó. Rồi. Đại học, Đại học Vinh mà trường em không đào tạo đồ họa, có đam mê theo học được một ít, vậy có nửa vời theo đồ họa không? Không, miễn sao bạn thích thôi. Các bạn thích thì bạn cứ việc làm. Tại vì các bạn thấy là đồ họa này nọ thì có nhiều người người ta cũng dạng là tự học mà. Mình cũng dạng tự học, tất nhiên là mình không đi chuyên sâu nhưng mà mình cũng dạng tự học. Thì nó cũng thật ra là ngành nào thì nó cũng vậy thôi, các bạn học xong các bạn ra trường các bạn làm trái nghề là chuyện bình thường. Nên là nếu như các bạn có thể học thêm được những cái kỹ năng khác ngoài cái kỹ năng mà các bạn học trên trường ra thì nó rất là tốt. Thì giống như kiểu là các bạn hiểu biết nhiều á thì có thể là ra sau này các bạn sẽ không có sợ bị thất nghiệp. Ví dụ như là bây giờ mình học quản trị kinh doanh ở trường mình á, đó, giờ mình cũng học khác ngành mà. Đấy, này mình cũng tự học thôi đó, cho nên là mình nghĩ là nếu mà biết càng nhiều thì càng tốt, chả có lỗi đâu cả. Cứ tự học đi, nếu mà cảm thấy thích thì cứ tự làm xong cái post hình này nọ lên mấy cái group á, các bạn tham gia nhiều vô mấy cái group này nọ đồ họa này nọ đó, các bạn làm xong các bạn up lên hoặc là xin ý kiến chẳng hạn vậy, mấy cái forum như kiểu Việt Designer này nọ, vậy cứ việc up lên, người ta ném đá cứ kệ đi, ai góp ý thì mình nghe, ai ném đá thì mình lơ đi. Như hồi trước á, mình cũng dạy tự học vậy đó, làm mấy cái logo này nọ nhìn xấu như ướt, nhưng mà mình cứ cứ làm thôi. Quan trọng là thích, thành ra riết rồi mình cũng biết biết được tí xíu. Nhậu đêm Phúc ơi, rồi chơi liền, ở đâu? Anh ơi cho em hỏi, mình muốn chỉnh lại ánh sáng như một chi tiết nào đó trong hình thì phải làm như thế nào? Ok, muốn chỉnh lại ánh sáng cho một chi tiết nào đó ha. Đầu tiên ha, ví dụ như là mình sẽ một cái chi tiết, ví dụ như là chi tiết nào, ví dụ như là mặt chẳng hạn vậy, bây giờ mình sẽ chỉnh lại độ sáng của mặt chẳng hạn vậy, thì mình sẽ sử dụng cái công cụ rất đơn giản là lasso tool ha. Mình đang đang trả lời một bạn nam giấu tên, rồi mình sử dụng cái lasso tool ha. Đó thì mình sẽ tạo vòng tròn vào cái chỗ mà mình muốn tăng giảm sáng á, sau đó các bạn bấm chuột phải này, chọn feeder. Đó, chọn feeder, các bạn để lại làm kích thước làm sao cho nó vừa ý, ví dụ như là hình này mình để rất là lớn, thành ra là mình hình như là khoảng cỡ 3-4 ngàn gì đó, cho nên là mình để cái pixel nó lớn lên. Còn không, nếu như các bạn làm những cái chi tiết nhỏ như vậy các bạn có thể để là khoảng cỡ 20-30 thôi, tùy. Như ở đây mình cho nó hơi vừa vừa thôi, mình sẽ để là 100 chẳng hạn vậy, mình sẽ ok, sau đó mình sẽ tăng sáng ở đây. Các bạn có thể thấy là mình không có tăng sáng là chỉ cho một cái chi tiết, mà đây mình muốn để cái feeder, tức là nó có một cái mờ mờ ra phía ngoài, thành ra là lúc mà mình tăng sáng thì nó sẽ đồng đều hơn. Chứ mình chỉ có tăng sáng, mình muốn tăng sáng cái phần chi tiết mặt mà mình chỉ chọn vùng mặt không thôi, thì khi mình tăng sáng lên á nhìn nó rất là giả so với những cái bên cạnh.
mình để nó mờ mờ như vậy, chọn cái feeder để cho nó mờ mờ lên vậy thì nhìn nó sẽ rất là sao nhỉ, rất là tự nhiên đấy. Còn nếu không thì còn nhiều cách khác nhưng mà cách đó là cách dễ nhất, và mình nghĩ là nếu như mình làm một cái số lượng lớn á, thì cách đó là cách ok nhất để mình làm. Nói chung là hướng tới cái dạng là làm xỉ chứ không làm lẻ đó. Cách nào nhanh, cái nào hiệu quả thì mình dùng thôi, chứ còn đâu có cần cái phải pro đúng không? Đó. Sẵn nói luôn, nhiều bạn hay hay coi hay là hay học mấy cái gọi là cái gì nhỉ? Retouch high-end á, mình nghĩ là những cái đó thực ra là cái tính ứng dụng đâu có đâu. Cho nên là các bạn có, mình nghĩ là các bạn không nên tốn thời gian để học những cái gọi là retouch high-end làm gì cả. Nếu như các bạn tự học á, cho nên là không cần phải học mấy cái đó, tại vì học thì đa phần học các bạn cái cách các bạn học á thì cố gắng học những cái mà chúng ta sử dụng nhiều thôi, ví dụ như là tìm hiểu về những cái blending mode này, rồi những cái công cụ adjustment layer này đó đó, các bạn học những cái đó thì nó hữu ích hơn so với việc là các bạn học retouch high end rồi retouch da này nọ đó, ấy đâu cần đâu. Ví dụ bạn chụp tuyến xóa phông chẳng hạn, ra ngoài các bạn làm méo gì thấy da đâu mà retouch đúng không? Thế sao chỉ có xóa xóa mấy cái mụn thôi là được rồi, đâu việc quá gì mà phải frequency retouch rồi các kiểu đấy, nó hơi phí thời gian. Cho nên là đối với mình á, các bạn không nên học cái retouch 2M làm gì cả. Nói vậy thôi chứ hình như mình cũng cái hồi mà mình mới làm tốt mình cũng up lên hai ba cái gì đó về retouch da mà dạng nâng cao, thì mình nghĩ cái đó không cần, chỉ up lên câu view vậy thôi. Rồi hỏi cái nhìn trái ngành vẫn làm phà phà tự học thôi. Mình cũng học trái ngành mà, mình đang học chuyên ngành là quản trị kinh doanh, chứ không phải là đồ họa. Anh chỉnh lại tốc độ đường truyền đi giật lắm ha. Mình sẽ tắt cái này đi coi ha. Vừa làm mà vừa chơi nữa thành ra là đây mình sẽ tắt đi. Có thể là đường truyền thì đường truyền chắc giờ này là hết lên rồi. Mình nghĩ là các bạn sẽ không cần phải coi đâu, tại vì cái này cũng đâu có đâu 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 có mình đâu có dùng màn hình đâu, mình chỉ bỏ lên cho các bạn thấy cái quá trình mình làm chơi cho vui thôi. Còn chủ yếu là mình trả lời câu hỏi các bạn thôi. Thấy camera là được rồi. Ok. Muốn tách ảnh ra khỏi nền thì sao? Tách hình ra khỏi nền á thì các bạn sử dụng cái công cụ đây, sử dụng công cụ Quick Magic Selection hoặc là Magic Wand Tool này nọ đó, thì các bạn sẽ có cái công cụ Refine Edge. Thì mình có một cái tutorial nói về cái việc tách nền đó, thì các bạn có thể coi tách nền cơ bản này nọ đó, mình nhớ là mình để trong cái channel của mình, các bạn có thể vô đó search. Cái đó mình cũng làm cũng tương đối lâu rồi, vô đó sẽ có. Bạn Phúc bây giờ cưới, khi nào bác sĩ bảo cưới thì mình sẽ cưới. Rồi, Quốc Tún làm hình để in thì nên dùng Color Mode RGB hay là CMYK? Làm hình để in, ví dụ như là làm hình trên máy tính, làm hình chụp á, thì luôn luôn là RGB, luôn luôn là RGB ha. Còn CMYK là để cho các bạn sử dụng cái in cái mà người ta gọi là offset á, thì lúc đó chúng ta mới sử dụng CMYK. Còn không thì mọi thứ còn lại hình in cứ liên quan tới hình chụp là các bạn sẽ sử dụng cái RGB, cụ thể là Adobe RGB nếu như các bạn cầm máy chụp, còn không á thì các bạn sẽ để sRGB cũng được, không có vấn đề gì. Rồi Tết rồi làm bao lì xì? Lì xì nhớ năm ngoái mình có làm một cái rồi mà nhỉ, lấy nước dùng với lọc. Chỉ cách làm ra, cách làm ra của mình rất là đơn giản, là mình sử dụng cái plugin gọi là Portrader này. Các bạn vào filter này, các bạn sẽ thấy Imenomics Portrader, các bạn sẽ search Google, cái này ra nhanh lắm, các bạn chỉ việc click một cái xong cái nó hiện lên là ok rồi. Các bạn có thể bấm lên chọn cái preset là auto này nọ đó thì nó cũng xong thôi, khá là nhanh, cũng không cần phải phiền phức tạp gì là phải retouch da rồi các kiểu này đó đâu, phí thời gian lắm. Đến cả hình cưới bây giờ mình cũng chẳng sử dụng cái plugin đấy luôn á, ra là mình coi chỉ có xài cái công cụ Pack Tool này, cái mình kéo kéo mấy cái mụn là xong thôi. Mình bỏ bỏ mấy cái mụn đi là xong thôi, chứ còn mình cũng chẳng chạy da gì, tại vì bây giờ người ta thích như vậy,
đó. Người ta thích nhìn thấy những cái chi tiết da này nọ đó, cho nên là mình cũng dần dần mình giảm đi, mình chẳng còn xài cái plugin nào nữa. Thật ra là trước giờ mình cũng chẳng có xài, mình chỉ xài mỗi cái Portrait thôi. À, cho nên bây giờ bỏ cái Portrait đó đi thì mình cũng chẳng còn xài cái plugin nào khác nữa, cứ dùng tay thôi. Những cái công cụ trong Photoshop mình cảm thấy là đủ rồi, không cần gì phải xài thêm những cái công cụ ngoài nữa. Hình như có một số cái công cụ, cái plugin mà về tách nền như vậy, các bạn thể search cái đó coi. Mình thấy nó cũng nhanh hơn so với việc là mình sử dụng cái Magic Magic Wand hay là Quick Selection này nọ đó. Quá trình học về blend màu như thế nào để đẹp riêng mình. Cái quá trình học blend này thì mình đang là lên kế hoạch là cho một cái khóa học riêng. Thành ra là khoảng cỡ chừng mình chắc chừng 2 tháng nữa mình sẽ bắt đầu bán ra cái khóa học đó. Thì có thể là các bạn sẽ coi hôm nay ha. Mình sẽ giống như kiểu là một cái khóa học mà dành cho một người chưa biết gì về Photoshop mà vô Photoshop chỉ để học blend màu á. Đó, thì mình hướng tới cái đối tượng như vậy. Đó là học để học học Photoshop chơi để blend màu á. Đó, mình làm cái đó. Còn cho nên cũng vì lý do như vậy mà có thể mình sẽ không có nói nhiều quá về cái vấn đề là blend màu như thế nào. Nói ra rồi thì các bạn đâu có mua khóa học của mình nữa đúng không? Khó thế. Thông số thường dùng, thông số của cái gì bạn? Dùng dùng iPhone 5S chụp hình rồi đưa vào Photoshop làm ảnh thẻ 3x4 ổn không? Dư sức luôn. iPhone 5S hình như iPhone 4 trở lên là ok rồi chứ đừng nói. Tại vì trước giờ mình mới thấy nhiều người ta sử dụng cái điện thoại dùng cái máy chụp hình dạng như là kỹ thuật số du lịch á, ha, mấy cái máy gọn gọn người ta chụp vẫn bình thường, tại vì mình in ra cái hình nó rất là bé, thành ra là cái độ sai khác nó ít lắm, nên không cần phải lo quá về cái chất lượng. Chủ yếu là chúng ta có cái hình bỏ vô là chúng ta tăng sáng các thứ lên là in ra là được rồi. Tại vì 3x4 mà nó bé, thành ra là nó có vỡ hạt một chút xíu chả ai thấy. Em cũng dùng CC mà không cài được. Hình như trong cái lúc cài á, bất kỳ cái plugin nào mà trong lúc cài nó sẽ hỏi bạn là các bạn muốn thêm cái plugin nó vào đâu. Thì lúc đó các bạn sẽ phải chọn cái chỗ nơi cài cái plugin á, là các bạn sẽ chọn vào trong cái thư mục gì nhỉ? Quên bà tên rồi. Đây mình sẽ coi tìm thử cái thư mục đó. Đây đại khái là cái lúc mà chúng ta cài plugin á, luôn luôn nó sẽ hỏi chúng ta muốn bỏ vào đâu, hình như nó vào plugin ở đó. Các bạn cứ chọn nó vào cái phần plugin này thì các bạn bấm ok một cái là tự động nó sẽ thêm vào, là tự động trong Photoshop có luôn, chứ không phải là chúng ta cứ cài cứ bấm next 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 là xong. Cho nên là tại vì tùy cái phiên bản nó nhận hay không, như phiên bản CC 2015 mình đang dùng á thì cái lúc cài nó không có nhận ngay, mà chúng ta phải sử dụng phải tự trỏ lại cái chỗ thư mục plugin nó cho nó biết. Đó, thì nó sẽ cài được thôi. Bất kỳ plugin nào mình chắc chắn bất kỳ cái plugin nào nó cũng sẽ hỏi các bạn là chỗ lưu nó nằm ở đâu. Thì đó là cái chỗ lưu nó nằm cho nó đó, cái chỗ mà các bạn cài Photoshop á, xong nó có cái thư mục plugin. Các bạn trỏ vào trong cái thư mục đó là chúng ta cứ cài bình thường, sau đó xong là ok là trong nó có. Rồi. Trọng hữu chỉ cách làm ra. Mình đang làm ra một cái cách rất là đơn giản, đó là mình sẽ sử dụng cái công cụ Portrait đó. Các bạn bấm Portrait này đó là ok, mình để normal mọi thứ rất là bình thường, sử dụng cái dạng như cái thông số này nọ đó, mình để mặc định luôn, mình cũng chẳng có chỉnh gì hết, mình kích ok một cái là xong, là lúc đó mình chỉnh lại bắt đầu là xoa mụn này các kiểu đó là xong rồi, đâu có cần phải gì phức tạp đâu. Hình này dạng như là hình chiếu fashion mà, thành ra là mình cũng không có cần đề cao quá cái việc là chi tiết nó phải như thế nào cả. Đào Nhung gọi tên em đi. Không, anh không gọi tên em đâu nha Đào Nhung. Anh ơi chỉnh ảnh nhìn nét và mịn thì chỉnh sao? Nét và mịn ha, nét và mịn thì đó là cái lúc mà bạn chỉnh cái, bằng cái RAW á, thì các bạn sẽ chỉnh cái chỉnh ảnh nét và mịn ha. Thì cái lúc mà chỉnh RAW á, thì lúc nào trong cái phần mà chỉnh về đầu tiên á, là về cái máy chụp của bạn đã. Cái máy chụp các bạn phải nó tốt thì nó mới ra được hình nét đúng không? Đó, cho nên là cái đó là chúng ta sẽ khó mà tác động được, đó là về cái máy chụp.
Càng xịn thì càng tốt, cho nên là bây giờ đứa nào các bạn nghe đó, đứa nào mà nó kêu là máy chụp hình cùi bắp cũng chụp ra hình đẹp được thì cần phải nói rõ lại nó là đẹp về kiểu gì, đẹp về cái kiểu là nghệ thuật hay là đẹp về cái kiểu là dễ chỉnh, với lại nhìn đẹp mà dạng là vừa nghệ thuật mà vừa đẹp, ý là vừa dễ chỉnh mà vừa đẹp á, đẹp về cả hình thức lẫn nội dung á. Đó, cho nên là lúc lúc đó là phải cái máy chúng ta càng xịn thì càng tốt, đúng không? À, đầu tiên là cái máy, sau đó cái lúc mà các bạn chỉnh á, trong Camera Raw hay là trong Lightroom, lúc nào nó cũng cho các bạn có chỗ để chúng ta chỉnh nét, gọi là sharpen. Thì các bạn vô cái phần sharpen, cái lúc mà chúng ta tăng cái sharpen lên á, thì các bạn nhớ đẩy cái mask lên, tức là trong trong cái Lightroom á, lúc nào nó có cái một một cái dòng gọi là mask. Trong cái phần sharpen hình như là từ phiên bản 5.0 trở lên thì nó có cái mask đó. Thì các bạn sẽ phải đẩy cái mask lên nó khoảng cỡ chín mấy phần trăm, 95% đó, thì nó sẽ ổn hơn. À. À, uống cái cà phê này nó đặc hết cả cổ, nói không được. À, trả lời tiện. Rồi CC015 và CC017 em không cài được, muốn dùng em phải về CC CS6. Không cài được ý là không cài được cái không cài được cái Photoshop hay là không cài được cái plugin. Chỉ mình ra với nít của anh, với mình thật ra mình chưa cái xài cái nít image, chưa xài cái nick image bao giờ, cho nên là mình nghĩ là hai cái thằng này nó cũng là ná nhau thôi, khá là một cái công cụ chúng ta lợi dụng xài thôi. Mà mình thấy nhiều nhiều mấy cái hình quảng cáo của nick image nó mình bỏ lên nhìn nó cũng đẹp, mà mình nghĩ là chắc nó cũng ổn á. Nói chung là chủ yếu để xài phụ trợ này nọ thôi, chứ còn muốn đẹp thì tất nhiên cũng phải chỉnh lại tay chút xíu. Chưa bỏ một tuốt nào anh sẽ chia sẻ. Mình có cưới vợ đi nữa mình vẫn sẽ làm mà. Cách xóa mụn của mình á là mình sử dụng cái công cụ là Paktoon. Các bạn coi tốt nhiều của mình thì các bạn sẽ biết là mình sử dụng cái Paktoon này rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là cứ xóa chỉ thừa là mình sẽ sử dụng cái Paktoon. Mình sẽ chọn cái Paktoon trong này ha. Đó, mặc định đó là cái Sport Healing Brush này, các bạn bấm chuột phải các bạn sẽ thấy cái Paktoon. Anh click đây cái. Thì đây các bạn sẽ ví dụ như là mình muốn bỏ cái lằn này đi nè, mình sẽ chọn cái vùng chọn rồi đó. Sau đó các bạn click giữ chuột, mình kéo bỏ qua cái chỗ mà nó có cái chi tiết giống như nó. Đó, nhưng mà nó không có cái rằn á, các bạn thả ra là tự động nó sẽ xong. Đó, mình rất là thích cái công cụ này, lý do là bởi vì nó rất là bén tự động. Đó. Nó cho mình tạo cái vùng chọn luôn. Cho mình tạo cái vùng chọn và cho mình chọn cái chỗ mà mình muốn lấy mẫu, thành ra nó linh động hơn rất là nhiều so với Sport Healing Brush hay là kể cả cái Clone Stamp. Tại vì Clone Stamp thì các bạn biết rồi đó, nó không có tự động nó chỉnh lại cái độ độ liền mạch cho mình. Còn như cái thằng Paktoon này, ví dụ như là đây ở trên này nó có cái làn màu hồng màu xanh này, thì mình sẽ việc chọn kéo xuống cái tự động nó blend lại luôn. Nó nhìn nó rất là hợp lý, nó ngon hơn thằng Clone Stamp. Thằng Clone Stamp thì chỉ để khi nào chúng ta chỉnh lại những cái khu vực mà nó quá phức tạp á, không thể nào mình chọn vùng chọn được á, thì lúc đó mình sẽ sử dụng cái clone. Còn không thì cứ Paktoon mà chơi thôi, vừa nhanh gọn dễ dùng. Bạn Phan Trần Nhật Xuân, anh ơi nếu không qua đào tạo chính quy thì em nên học như thế nào trở thành designer chuyên, mất bao nhiêu thời gian và chi phí? Bạn bạn tên gì nhỉ? Phan Trần Dược Xuân. Nếu mà bạn muốn học dạng như là designer mà dạng như là nó chuyên thì bạn có thể học trên bậc đại học hoặc là cao học các bạn, xong á thì các bạn học qua cái mấy cái trung tâm, ví dụ như là FPT Arena rồi DBI này nọ đó, Arena Multimedia chẳng hạn vậy. Thì các bạn có thể học ở đó, cái khóa nó trung bình nó khoảng cỡ 2 đến 3 năm, hình như là khoảng cỡ 2 3 năm đó, thì nó sẽ ngon. Cái học phí thì nó cũng tùy, như là ở bên FPT Arena thì nó tương đối nó mắc, hình như là khoảng cỡ một năm một môn của nó hình như là khoảng cỡ mình không nhớ không nhầm là khoảng cỡ 3 4 triệu hay là chừng 3 đến 5 triệu đó, chừng đó.
Cho nên là một khóa học của nó, một năm của nó là khoảng cỡ gần 20, 3 năm thì khoảng cỡ 60 hoặc là hơn. Đó. Thì nó cũng tầm trung bình đó, thì mấy cái trung tâm nó là vậy thôi. Thì trong những cái trung tâm đó thì người ta sẽ không có dạy mình quá nhiều về chọn màu sắc vẽ như thế nào giống như là trong cái khóa những cái trường đại học, nhưng mà người ta sẽ dạy cho mình sử dụng những công cụ, với lại người ta sẽ cho mình những cái dạy như là những cái bài tập thực tế này nọ đó, thì chúng ta học cái đó thì nó cũng ổn. Tất nhiên nó ổn, nhưng mà vấn đề ở đây là nếu như các bạn thực sự có niềm đam mê á, thì các bạn mới học ở trong những cái trung tâm đó ra thì nó mới có hiệu quả. Còn không mà dạy như là học kiểu để trốn nghĩa vụ á, thì ok vẫn được. Nhưng mà bởi vì các bạn chỉ vô đó để học những cái công cụ thôi mà, cho nên là có thể là đa số là công cụ nha, mình không nói là vô đó chỉ để học công cụ nha, thì đa số là công cụ thôi mà, thì có thể là vô học sẽ cảm thấy chán đó, thành ra là bị áp lực về bài tập này nọ đó. Thì nói chung là chỉ khi nào các bạn cảm thấy cái mình thực sự đam mê thì các bạn vô những cái trung tâm đó học, tại vì nó cũng đằng nào thì nói gì nói mình cũng phải tốn tiền mà đó, cho nên là thực sự đam mê thì mới vô cái trung tâm đó học, còn không thì cứ tự học. Tự học thì như mình nói rồi, đó là một cái quá trình khá là dài chứ không phải là nhanh gọn đâu, tại vì với lại các bạn vẫn bị nhiều bạn vẫn hiểu nhầm là học Photoshop xong cái tự vỗ ngực nói mình là designer là không phải, đúng không? Chỉnh hình này nọ thôi, chỉnh chơi bời thôi chứ design cái gì Photoshop này. Đó, thế là như vậy, thể học những cái trung tâm đó. Lightroom CC 2015 nó lại hiện là Adobe Photoshop Lightroom 2015. Trước giờ cái tên của Lightroom thì nó đã là Adobe Photoshop Lightroom rồi chứ không phải là nó mới tên như vậy đâu. Các bạn thể thấy là cái Lightroom á là nó có sau cái camera raw, cho nên là các bạn có thể thấy là những cái module mà camera raw nó chính là cái module develop ở trong Lightroom đó. Nó cái Lightroom nó phát triển ra là từ thằng camera raw. Có thể nói là trong cái Lightroom thì nó chính là cái Adobe Bridge, tức là về quản lý hình ảnh rồi cộng với lại cái Camera Raw thì nó ra cái Lightroom đó, thì đại khái nó là như vậy. Hai trận thì nó có tên là Adobe Photoshop Lightroom, mình cũng không hiểu sao người ta Adobe lại chọn cái tên dài ngoằng như vậy nữa, nhưng mà nó thích thì nó cả nó thích thì nó xài thôi. Anh bấm sao ra cái curve mà không có hiện thêm adjustment. Cái curve mà mình bấm một phát nó ra luôn không hiện adjustment, nó chính là trong cái image chọn adjustment này, curve này các bạn thấy này, Ctrl M đó, Ctrl M thì khi mình cái sử dụng cái lệnh mà adjustment layer ở trong adjustment ở trong cái menu adjustment của image, cái menu image thì mình click ở đây thì nó sẽ tự động nó ép vào hình luôn chứ nó không có hiện ra một cái layer mới. Còn nếu như chúng ta vào layer này, trong này cũng có new adjustment layer đó, thì nó ra cái layer mới, là hai cái nó là khác nhau như vậy, một cái là nó vô thẳng trong hình luôn, còn một cái thì mình click một cái nó tạo ra cái layer. Ở đây mình muốn làm nhanh mà, thành ra là mình sẽ dùng luôn cái đó cho nó nhanh, không có tốn thời gian phải ngồi chỉnh xong rồi còn phải flatten, tức là gom hết layer lại rồi mới lưu được. Đó, chỉnh nhanh thì mình cứ cách nào dễ nhất thì mình làm thôi. Virus KNL ơi, chỉ anh ơi chỉ cắt người ra khỏi ảnh mà phần tóc em chẳng làm được. Phần tóc thì nó tùy nha, ví dụ như là phần tóc mà nó dạng như là nó phức tạp quá thì có thể em ta sẽ phải vẽ lại. Nhiều người hỏi mình vẫn nhận được những câu hỏi đại khái như kiểu là làm sao để tách được cái phần tóc khó. Mình nói thật luôn, ví dụ như là cái màu tóc mà nó trùng với lại cái background quá thì mình cũng bó tay luôn chứ không phải là mình dùng làm được. Đó, tại vì các bạn biết mà, ví dụ như là tóc mà nó trùng quá nhiều màu rồi á, thì lúc đó chúng ta không thể tách được nữa mà chúng ta sẽ phải sử dụng cái brush, chúng ta vẽ thêm vô, tức là tự vẽ đó thì nó mới ra được thôi, còn không thì bó tay. Còn như các bạn biết rồi đó, nó có cái công cụ bình thường chắc bạn biết rồi nha, đúng không? Bạn là virus á, hình như bạn biết cái công cụ Quick Magic Selection nha, tức là chúng ta chọn xong cái mình sẽ chọn cái vẽ này, ví dụ mình muốn tách phần người ra này đó, ví dụ mình tách này ra đi, mình sẽ chọn xong này ha, mình sử dụng cái Refine Edge đó, thì mình sẽ chọn lại cái khu này này. Cái cách tách tóc này mình thấy khá là nhiều người dạy rồi nên mình nghĩ là các bạn biết rồi ha. Đó thì thông thường có thể sử dụng cách này cũng được đó. Còn không á, có một lưu ý, hình như là ở phiên bản CC 2015.5 trở lên thì cái Refine Edge này nó đổi tên lại thành
cái gì rồi, gì selection and mask gì đó, selection and mask thì phải, đổi tên lại. Nhưng mà chức năng thì nó y chang, nó chỉ thêm một số dòng thôi, nhưng mà chức năng cơ bản thì nó y chang không khác gì. Cho nên tại vì mình thấy nhiều bạn bối rối khi mà gặp cái đó, bạn lại hỏi mình là ủa anh ơi cái này trong CC máy của em không có đó, thì nó đại khái là như vậy đó, nó có, nó đổi tên thôi. Lê Tuấn Anh không có đâu anh, Arena 1 kỳ 20 triệu 1 năm 3 kỳ ghê. Mình không nhớ rõ tại vì mình học cách đây khoảng cỡ 2 năm rồi. Mình học khoảng cỡ được 1 năm đầu cái chán bỏ. Đấy. Tức là mình chỉ có thích Photoshop thôi, còn mấy phần mềm khác thì chỉ để chơi cho vui. Thành ra là học được 1 năm mình cảm thấy mình đủ rồi, thành ra là mình nghỉ. Cũng chừng gần 2 năm rồi cho nên mình cũng không nhớ rõ lắm. Nó đại khái là như vậy. Anh có nhận đệ tử không cho em theo với? Không, không có nhận. Nói thời gian thực ra là mình cũng đâu có thời gian để mà mình dạy hay là cái gì đâu. Tất nhiên là khoảng cỡ năm sau, mình cũng đang dự định là năm sau, tức là dự định suốt vậy. Nhưng mà vẫn chưa có thời gian để mở. Biết đấy, nhưng mà làm thì mình sẽ phải tốn rất là nhiều thời gian về buổi tối. Rồi thời gian đầu thì mình sẽ phải soạn bài rồi lên cái kế hoạch làm sao để mà ra cái bài tập để cho các bạn. Tất nhiên là mình đang chờ chị Thùy Uyên, có thể là mình sẽ lấy hỏi bà một chút kinh nghiệm rồi copy một số cái bài tập của bà chẳng hạn, nếu bà cho ha. Như là mình đi sau thì mình có thể là học tập người đi trước, học tập cách dạy của người đi trước để đi dạy. Rồi cái tách ảnh ra khỏi nền. Tách ảnh ra khỏi nền, tách ví dụ là tách người ra khỏi nền thì mình có cái tutorial mà dạy như là cách tách đó, cách tách tóc và hình khối cơ bản. Các bạn search như vậy, cách tách tóc và hình khối cơ bản đó, thì ở trong cái ở trong trong channel của mình sẽ có chắc chắn luôn, mình nhớ cái tiêu đề mà. Rồi bạn nào còn câu hỏi cứ việc comment nhé, còn không thì chúng ta sẽ nghe nhạc. Bây giờ còn 79 người thôi, 85 người, ủa sao đông vậy ta? Mình cứ nghĩ là khoảng đêm khuya và là các bạn sẽ đi ngủ hết rồi chứ. Tại vì lần trước mình online khoảng cỡ 7-8 giờ thấy đâu có nhiều người xem đâu. Sao nay xem nhiều dữ rồi? Không lẽ là các bạn thích về khuya hơn à? À, lựa giờ các bạn là vừa làm một số cái việc gì gì xong, cho nên là vô đây là các bạn sẽ rảnh rỗi, vẫn còn tỉnh. Vô đây cái chém gió tí xíu, hỏi vài câu xong cái đi ngủ. À, mai thứ bảy nữa đúng không? Không hả? Ờ, sao mụn như vừa nãy? Ờ, hôm nay thứ bảy. À, đúng rồi, 12:11 rồi. Nay là thứ bảy rồi mà. Nay là thứ bảy rồi. Này là thứ bảy. Em cãi không? Bây giờ là 0 giờ sáng, là 0 giờ 11 sáng thứ bảy. Thì ra là mình nói thứ bảy là đúng. À, nhiều người bắt mẹ quá khổ. Bạn Phong Hạ. Bạn Phong Hạ kêu không trách móc gì nhưng mà nên vừa không nên hỏi những câu hỏi dễ. Thật ra mình không phải nói gì đâu nha, nhưng mà dạng như là cũng khó trách được những cái bạn như vậy. Tại vì nhiều khi các bạn không biết được là kỹ năng tìm thì không phải là ai cũng có, chúng ta không biết. Cho nên là nếu như ai muốn hỏi thì cứ việc hỏi thôi. Đó, cho nên là nhiều khi mình nói xong người ta sẽ biết cái chỗ nào người ta để search. Nhưng mà kiểu nãy giờ đó, nhiều bạn hỏi xong cái mình cũng chỉ cho các bạn keyword để các bạn ra tự search. Không mà đúng là thật như bạn bạn nói đó, là cái kỹ năng tìm của người Việt hình như mình cảm thấy nó vẫn còn hơi hơi thấp. Đặc biệt là mình nghĩ là cái kỹ năng tự học thôi. Tại vì về cái tự học thì các bạn sẽ phải tự search rất là nhiều. Mình thấy rất là nhiều bạn hỏi vào comment hỏi cái link để tải Photoshop.
Thì các bạn biết rồi đấy, mình làm dạng như là tutorial chuyên nghiệp cho nên mình chắc chắn là mình không thể nào share cái link cài Photoshop mà nó có thuốc ở trong đấy được đúng không? Đó, cho nên các bạn yêu cầu mình phải share cái đó thì mình rất là thông cảm thôi, nhưng mà mình xin các bạn thông cảm cho mình không thể nào post những cái link như vậy lên được. Đó, trừ cái thằng CC015 vừa rồi là thôi, là mình phải lách lách đi tí mình câu like. Còn lại thì mình không thể nào share được. Đó. Thì cái cách để tìm Photoshop, tìm những cái bản cài Photoshop thì các bạn biết cách nào cách dễ nhất không? Đó, cho nên là rất là nhiều bạn hỏi mình cái đó, là mình hỏi thử thôi các bạn này. Cái cách nào để mà dùng cái keyword nào để tìm Photoshop, tìm link tải Photoshop mà lúc nào nó cũng ngon. Khoảng 90% là sẽ ngon. Đó, comment thử coi, không biết các bạn nào biết cách không? Không riêng gì Photoshop, thậm chí là bất kỳ cái phần mềm nào á. Khi mà search tìm thì mình sẽ phải search Google đúng không? Mình đây mình chắc chắn là search Google rồi. Đó, bây giờ mình sẽ hỏi thử thôi, các bạn cho mình ý kiến coi cách nào để mà search, để mà tìm được link tải Photoshop mà lúc nào nó cũng ngon. 90% là ngon. Chỉ có khoảng cỡ 10% là xui xui ra cái bị xóa thôi. Đang cover Facebook tiện thế anh. 7 giờ tối em thấy nữ Lâm Hằng. Mày thấy nữ thôi bỏ đi. Trong khoa học có hướng dẫn một cách bài trí một mẫu quảng cáo ở không? Trong khoa học của mình á, đa phần là mình hướng dẫn về cách sử dụng công cụ và lệnh, sau đó chỉ cách cái phối hợp sử dụng lại. Rồi sau khi xong rồi các bạn có thể áp dụng cái đó vào trong cái hình, cái mục đích của các bạn sử dụng là như thế nào. Đó. Cái gì mà như vừa cái như xem xiếc vừa thích vừa làm vừa xem xiếc gì nghe ghê rồi. Bỏ thay bộ không đúng, bỏ thay bộ không đúng. Nhớ đi bộ. Chứa hàng ngàn phần mềm có thuốc. Đừng có dùng mấy trang mà dạng chuyên về thuốc nha, tại vì mấy cái trang chuyên như vậy thì mình nghĩ là nó không an toàn. Cộng đồng sinh viên IT ha, đúng rồi, một phần trang web nào đào cái plug-in ha. Plug-in chứ không phải là plus-in nhé bạn Phụng Lê, nó là plug-in, nó là cắm vô á. Photoshop cho Mac không, cái đồ Mac có chạy Photoshop Lightroom mượn xài thấy khó, xài với khó tìm để đào. Cái cách của mình nè là mình sẽ thêm cái chữ F share vào phía sau. Ví dụ như là download Photoshop CC2015 thêm chữ F share vô thì mình sẽ sử dụng cái, tức là mình sẽ tìm những cái link mà nó có cái tìm link F share. Các bạn biết mà F share nó mới ra đây chừng vài năm thôi thì đa phần là cái link nó còn sống hết. Đó, với lại bây giờ người ta share cho nó nhiều, tốc độ nó cũng nhanh, thành ra cho nó nhiều. Đó, không phải mình quảng cáo F share gì đâu nhưng mà thực sự là như vậy, lúc nào mình cũng search là Photoshop, ví dụ như là mình tìm Photoshop CS6 F share chẳng hạn vậy, hoặc là For share, tức là bốn bốn xe cái tên á, cái web server á, mình tìm chắc chắn kiểu gì nó cũng ra hết á, tìm một hồi nó sẽ ra thôi. Nếu nó ra cái FCE thì nó sẽ ra cái for share, thì hai cái thằng đó, hai cái server đó là tải rất là ngon, vừa nhanh mà vừa kiểu gì cũng có dễ. Cho nên là cho những bạn mà vẫn đang hỏi là làm tìm cái link như thế nào á thì hãy cứ việc như vậy thôi, ví dụ như là download Lightroom 5.7 F share chẳng hạn, thế chắc chắn mình sẽ ra, chắc chắn luôn. Rồi. Portable thì chỉ khi nào mà bạn máy bạn muốn giống như kiểu là ra net á, mà mình cần dùng Photoshop mình ra net mình xài á thì mình mới dùng cái đó thôi. Portable thôi, còn không thì mình nghĩ là mình nên sử dụng cài bản full cho nó ổn định. Cài bản full, nếu như bạn bị vấn đề là về bản quyền á thì các bạn có thể chỉnh lại cái file host, các bạn có thể search lên thì bất kỳ cái chỗ hướng dẫn thuốc nào á người ta cũng sẽ hướng dẫn mình chỉnh cái file host đó. Thì các bạn chỉnh cho file host nó xong thì nó sẽ không có duyệt các bạn nữa. Đấy, nó sẽ dễ hơn. Nên các bạn bảo sao là sau khi dùng thuốc rồi mà lâu lâu vẫn bị nó bắt thì đó là vì vậy đó, các bạn chỉnh lại cái file host để nó không có bị truy cái link ra, nó sẽ đỡ hơn. Rồi các bạn còn câu hỏi cứ việc đặt câu hỏi nha. Đúng rồi, portable nhưng mà phải cái nào, tại vì các bạn biết mà, portable thì cũng do người dùng người ta
người ta nén cái phần mềm lại thôi. Đó, cho nên là có người người ta làm đàng hoàng thì ok, chứ còn không có người lâu lâu người ta cài thêm những cái mã vào đó nữa thì nhiều khi mất. Bỏ vô rồi trên máy tính mà có cài xài xài những cái thẻ visa hay là cái gì đó thì nhiều khi lại mất thẻ visa nữa, lại hỏi tại sao bảo sau một đêm cài Photoshop lại mất mấy trăm triệu trong tài khoản ngân hàng đó, lại khá là vậy. Nói chung là xài cái thuốc đó thì chúng ta nên cẩn thận, tức là có kinh nghiệm rồi thì nó đỡ, còn các bạn nào chưa có kinh nghiệm thì chúng ta có thể là sẽ bị vài vố, có thể là phải cài lại máy vài lần thì chúng ta mới có kinh nghiệm được. Ai cũng vậy thôi. Các bạn có thể thấy hồi nãy mình lấy cái chi tiết da á, mà vùng da nó rộng quá và mình tìm mà không có cái chỗ nào để lấy nữa, mình kéo thẳng ra ngoài ở ngoài nữa thì kéo vô nó sẽ tự động nó chỉnh cái màu lại giống y chang, xài ngon. Bởi vậy nên mình mới nói là xài cái pack tool này rất là khoái, bởi vậy kéo vô cái nó tự động nó chỉnh lại cái màu cho mình, rất là tiện. Tức là chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái texture thôi, tức là cái hoa văn này nọ đó, cái vân đó. Đó, còn lại màu sắc này nọ thì Photoshop nó sẽ sử dụng ta rất là nhanh, chính xác, gọn nhẹ nữa. Hình như sau phiên bản ở phiên bản 2017 nó chỉnh còn đẹp hơn nữa, nhưng mà máy mình không hiểu sao xài xài cái CC 2017 nó lag quá, thành ra là xóa đi, cài lại 2015 xài ngon. Nói chung là quan trọng ổn định thôi. Retouch người khô sang kiểu người bị ướt hả? Hình như có một cái một số cái tutorial rồi ở trên, đại khái là chúng ta sử dụng cái filter. Trên đó các bạn có thể search cái gì đó, mình cũng quên mất tiêu nó gọi cái gì rồi, mình sẽ tìm lại cho. Phạm Văn ha, mình sẽ tìm lại. Xài Patool sao một đơn giản, nó còn số chỗ không ổn định cho lắm, tại sao không làm mịn toàn da, một số chỗ không ổn định ha. Tại vì sao không? Tại vì cái hình này mình chỉ có post Facebook thôi, nó rất là nhỏ ha, cho nên là mình cũng không quan tâm là người ta sẽ soi vô, người ta coi da của mẫu làm gì cả, cho nên mình cũng không có sợ lắm cái việc là nó bị là một số cái lỗi, mình cũng không quan tâm nhiều. Cho nên là mình sẽ lựa cái cách này, tại vì cái cách này nó là cái cách nhanh nhất. Mình có 50+ tấm hình mà mình chỉ có một đêm này mình để mình làm thôi. Để tối mai mình còn việc khác, còn cả làm cái tutorial về làm cái lịch 2017 các bạn nữa, mình vẫn chưa làm được, mình chưa có thời gian, mình đang định để tối mai đó. Thành ra là mình sẽ sử dụng cái cách nào nó nhanh nhất thôi để mình làm, và mình chừa lại cái thời gian để làm cái việc khác nữa. Chứ còn nếu mà cứ retouch về dạng nó kỹ quá thì tốn quá nhiều thời gian, 5+ tấm có khi là mất cả buổi, thành ra là mình sẽ không có chỉnh chi tiết nhiều. Nói chung là vừa đúng với lại cái mục đích chúng ta sử dụng thôi, chỉnh vừa đúng mục đích thôi. Còn nhiều về hình quảng cáo chẳng hạn vậy, in hình to đùng lên thì lúc đó người ta ngoài cái soi cái sản phẩm ra, người ta còn soi tới người thì lúc đó mới có vấn đề. Còn không thì mình cứ làm nhanh gọn lẹ như mình chạy Photoshop xong cái xài Patool. Anh có video tút hướng dẫn sử dụng các lệnh trong normal dưới mục 2. Cái này cái gì? Cái này hình như trong cái buổi livestream số 1, buổi livestream số 1 luôn. Trong đó mình có nói tới. Đó, các bạn có thể search lại cái livestream ở trong cái YouTube channel của mình á, livestream. Cái mà thăng 1 á, cái thăng 1 thì trong đó mình có đề cập tới. Mình có nói sơ qua đó, thì mình nghĩ là trong cái giải thích ở trong cái livestream đó là khá ổn, là đủ sai rồi, đủ để hiểu, đủ với mục đích sử dụng là ok, không cần phải mình nhớ hình trước là như có cả cái website nào người ta nói luôn là cái thuật toán của từng cái. mình không hiểu là người ta bỏ lên để làm gì, là dạy như là học để thành master, mình không nghĩ master người ta cũng biết những cái đó đâu. Đại khái là nếu mà chúng ta sử dụng cái shopline thì nó sẽ là bao nhiêu nhân bao nhiêu, rồi cộng trừ nhân chia rồi các kiểu. Mình cái đó không cần thiết, là chúng ta chia ra từng mục rồi ảnh hưởng của từng mục ra sao thôi. Thì trong cái livestream buổi thứ nhất á thì mình cũng còn nói tới rồi,
là mình phân phân tích ra một số cái công dụng của từng nhóm á, thì sau đó các bạn có thể tự mò thêm, khá dễ thôi, cũng không có gì gọi là quá phức tạp đâu, dùng riết rồi cũng biết thôi. Tại vì mình nhóm lại thì nó cũng đâu còn nhiều đâu, nhóm lại nó khoảng cỡ 3 4 nhóm thôi thì nó rất là ít. Mình biết ý nghĩa của từng nhóm là được rồi, là chúng ta sẽ xài thoải mái vô tư, tự động tới cái trường hợp nào chúng ta cần, cái tự động chúng ta biết được là mình cần dùng cái gì liền thôi. Rồi. Đây, tiếp tục Ngô Lộc. Anh thường dùng gì để blend màu vậy anh? Keroro, Curve, Hue Saturation. Mình dùng Curve là nhiều, Nhưng mà Hue Saturation mình vẫn dùng nhiều, tại vì hơi kệ lộ tí nha. Như là trong cái khóa học của mình á, cái khóa học về blend màu á, thì mình cũng có nói tới, tức là khi mà mình blend màu cho hình á, thì bên cạnh cái việc là chúng ta áp cái màu lên tất cả các hình, thì chúng ta cũng sẽ cần phải đổi màu một số cái chi tiết trong hình làm sao cho nó hợp lý với lại cái toàn bộ ảnh. Cho nên là lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái Hue Saturation để chúng ta đổi cái màu của từng cái chi tiết để cho nó tông xịt tông hơn. Đó, cho nên là sử dụng Hue Saturation vẫn nhiều. Và sau khi saturation xong thì mình biết các bạn luôn luôn bỏ qua một cái gọi là dot and burn. Đó, dot and burn là một cái bước rất là quan trọng mà các bạn sẽ thắc mắc tại sao những tay và dạng như pro pro đó, người ta blend màu nhưng mà nhìn nó rất là khối đâu ra đó, rồi nó không có bị ám màu hay là nó không có bị lệch màu nhiều quá, là nhờ cái dot and burn á. Tại vì khi chúng ta tạo lại cái khối á, thì tự động cái màu sắc nó, cái sắc nó cũng sẽ biến chuyển theo, ví dụ là chỗ sáng nó sáng, chỗ tối nó tối, nó tách biệt hẳn ra thì nó sẽ không có bị cái dạng như là nó bị lẫn vào nhau đó. Thì cái dot and burn nó là một cái bước rất quan trọng mà mình thấy nhiều bạn thường hay bỏ qua. Đó, cho nên là mình nghĩ là chúng ta nên tập dần dần, tức là chúng ta có blend màu nhưng mà có dot and burn nhưng mà không cần phải gọi là quá gọi là chi tiết đâu. Dot and burn nhưng mà sơ sơ là được rồi, nói chúng ta lấy lại cái khối trong hình sau khi chúng ta áp cái màu vô là được, không cần phải gọi là quá chi tiết cầu kỳ hay là phải giống như kiểu fashion này nọ cả, nhưng mà nó là một cái bước quan trọng đừng bỏ qua. À, về cái dot and burn đấy, bạn nào chưa biết các bạn thể search cái dot and burn Happy Photoshop trong YouTube nó sẽ ra. Mình có một cái tool mình nói khá là kỹ về cái đó, cho nên là mình nghĩ là các bạn có thể xem cái đó, các bạn tham khảo cũng được. Rồi. À, cho mình hỏi chút nha, mình có một file PDS, file màu của một bạn share cho mình app, nó sẵn để chạy màu cho anh của mình, nên làm như thế nào? Muốn app hình ha. Lại khá là một cái file PDS á, thì đa phần là nếu như nó là một cái file play màu á, thì có thể là người ta sẽ để riêng những cái adjustment layer nó riêng ra rồi. Thì công việc chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta lấy những cái adjustment layer đó mình kéo qua, mình thả nó nằm nằm lên trên cái layer hình chúng ta là ok. Sau đó chúng ta có thể layer mask này nọ lại nhìn cho nó hợp lý. Đó. Còn nếu như mà mình muốn áp hình vào có sẵn để chạy máu ha. Chạy máu ý bạn là chạy một số lượng lớn hay là như thế nào? Không rõ thì bạn có thể nói rõ hơn coi sao. Anh Phôi, nếu mẫu nam thì nên cần blend màu nào sẽ hợp lý? Blend màu nào để hợp lý á, thì nó còn tùy nha. Ví dụ như là tùy vào cái bối cảnh đó. Ví dụ như là chụp mẫu nam mà ở trong một cái khu mà nó dạng như là nó hơi tối tăm, với lại nó gọi là cái gì nhỉ? Nó hơi cổ cổ này nọ đó, hơi ngầu ngầu á, thì tất nhiên rồi, cái màu xám bạc với lại cái màu xanh xám, màu xanh rêu á là sử dụng tốt cho ảnh nam. À, còn nếu như còn tùy nha, còn ví dụ như là chụp nam mà dạng như là chụp trong những cái trường hợp khác thì tất nhiên nó có những cái màu khác nó hợp lý, còn tùy, nhưng mà đa phần thì nó là màu xanh, đa phần nó là màu xanh hoặc là hơi màu xám xám, nhưng mà màu xám xám mà dạng như là cái màu mà nó desaturate, tức là nó hơi bạc bạc màu đi á, đó thì lúc đó nhìn ảnh nam sẽ ok. Còn ví dụ như là ảnh bạn là blend hình Tùng Sơn chẳng hạn, thế mà các bạn blend màu sáng bạn nhìn ra gì không, không đấy đúng không, nó còn tùy, nhưng mà đa phần là màu xanh xám, đại khái là vậy. Nếu bạn hỏi một cái tông chung thì mình sẽ trả lời là màu xanh xám, nhưng mà thực ra là trong thực tế thì nó sẽ còn nhiều cái trường hợp khác chứ không phải là màu xanh xám không.
Là phải nói thêm vậy cho nó chính xác. Em làm trong Photoshop hệ màu sRGB, tải lên Drive mà ảnh nó nhợt nhạt tối hơn khi xuất. Cái này nó lệch màu, ví dụ như là nó còn nhiều cái trường hợp khác mà phải là mình sẽ phải xem trong trong cái hệ màu, cái gì là cái hệ màu của màn hình á, nó có phải là sRGB hay không, với lại cái môi trường các bạn làm việc ở trong Photoshop á, các bạn phải search lại, các bạn coi thử coi là nó có đúng là sRGB hay không nha. Ví dụ như là trong cái edit là các bạn vào trong edit này, chọn color setting này thì nó là sRGB đúng không? Thì chúng ta cũng phải sẽ vào edit này, chọn convert to profile, các bạn sẽ coi cái suộc space này, cái profile này nó có phải là sRGB không. Nếu nó không phải sRGB thì mình mới để là sRGB ha. Rồi còn nữa là bên cạnh một số cái trường hợp như vậy á, thì nhiều người mình thấy có nhiều bạn là khi chúng ta lưu file xong á, chúng ta mở ra mà coi trên máy nó cũng nhợt hơn á, nó bị nhạt hơn, thì thứ nhất là bạn đang sử dụng cái chương trình xem ảnh tên là Picasa. Picasa này đối với mình là một cái chương trình xem ảnh phế nhất mà mình từng biết, đó là mình mở lên lúc nào nó cũng bị dạng như là bị màu nó bị sai cả, thì nó là do thằng Picasa đó, hình như của Google luôn. Mình không hiểu tại sao lại đẻ ra cái quả trứng nó dở như vậy. Cho nên là nếu bạn nào đang cài Picasa trong máy mà để xem hình thì tốt nhất là mình ta xóa đi, thì nó coi nó cùi bắp lắm. Mình thà mình coi cái chương trình coi ảnh của máy tính dạng như là có sẵn á, Windows Viewer á, thì thằng đó search lên nhìn nó còn đẹp hơn. Rồi quay trở lại, ví dụ như là mình up hình lên trên cái Google Drive á, thì nó sẽ bị một số cái trường hợp, đó là mình bị giảm chất lượng đi cả về màu cả về nét đó, thì cái đó là về cái vấn đề của thằng server của Google thôi. Ví dụ như là của Facebook thì mình cũng có cách để mình lag được rồi đó, không convert lại cái độ dài là 2048 thì ra trên Facebook. Còn trên Google mình vẫn chưa biết, nhưng mà cái trường hợp trên Google mà mình muốn gửi hình cho khách qua Google hay Google Drive á, thì luôn luôn là mình sẽ nén nó vào một cái file zip hay là một cái file RAR, thì mình sẽ gửi cho người ta, thì người ta tải về, người ta giải nén ra, người ta xài, thì lúc đó cái hình chúng ta nó sẽ ổn hơn. Còn mà mình up trực tiếp lên thì hầu như lúc nào nó cũng bị nét như vậy hết á. Rồi, câu hỏi khác coi sao. Anh này chụp bằng máy gì, lens gì? Máy này để mình coi thử file image, file info. Đây, máy iOS 760, 760D, lens là 50-1.8. Như là hơi hơi cùi một chút xíu nhưng mà vẫn đủ dùng, dư sức. Thì mình chỉnh chụp cái này để post Facebook này nọ thôi, chứ mình không có in ấn hay là in gì nó lớn lớn cả, cho nên là mình cũng không quan tâm lắm. Anh hướng dẫn làm brush dạng nước hình gì, hình gì? Nguyễn Công Vinh, em thấy hôm bữa có người dùng mỗi curve ra ảnh, sao có thể chỉnh được khối với màu từng vùng, chỉ với cái đó và curve với level khác gì nhau không? Sao có thể chỉnh được khối với màu từng vùng á? Về Nguyễn Công Vinh, ví dụ như là trong cái curve với lại level á, thì nó giống nhau cái việc là nó chỉ có tác động tới cái curve á, thì nó có 16, nó cho chúng ta tạo ra 16 cái vùng để chúng ta chỉnh. Tức là cái vùng này là cái vùng kiểu về cái sắc độ thôi nha, ví dụ là từ sáng tới tối đó, từ sáng tới tối đúng không? Thì trong thằng level á, nó chỉ chia ra cho mình là hai vùng thôi, tức là một vùng sáng một vùng tối, tức là nó chỉ cho chúng ta ba cái điểm để chúng ta click kéo thôi đúng không? Các bạn để ý trong curve á, đây mình sẽ mở curve lên, level đây, trong cái level thì có thể thấy là nó chỉ cho chúng ta ba cái điểm, và ba điểm này chúng ta chỉ có thể chỉnh hai vùng, đó là vùng tối và vùng sáng thôi. Tăng sáng tăng tối, sau đó vừa tăng vừa sáng vừa tối đó, thì mình có thể chỉnh lại hai vùng thôi, vừa sáng vừa tối mình cũng tính là hai vùng nha. Thì trong cái curve á, thì nó cho chúng ta chọn được nhiều vùng hơn. Đấy, các bạn thể thấy curve này, đầu tiên nó cho chúng ta hai cái vùng ra chỉnh ha, cũng sáng cũng tối. Thế nên là ở trong cái vùng này chúng ta có thể chấm thêm tới 14 cái điểm khác, 14 cái điểm khác ha. Cho nên là cộng với lại hai cái vùng điểm, hai cái điểm ở ngoài nữa là 16 điểm, tức là chúng ta có bao nhiêu, 15 vùng để chúng ta chỉnh. Nhưng cái vùng này nó chỉ là từ sáng tới tối thôi, chứ không phải là một vùng ở đây một vùng ở đây, tức là vì về cái vị trí được đó, thành ra là
Ôi sao nó nhìn nó gớm dữ vậy. Đó, thành ra là về cái curve này mà chúng ta muốn chỉnh theo từng vùng thì chúng ta phải sử dụng lại, tức là tăng sáng giảm sáng màu mè này nọ gì đó, xong chúng ta phải sử dụng cái layer mask, tức là chúng ta phải mask nó lại vào cái vùng nào chúng ta muốn nó áp thôi chẳng hạn như vậy. Còn cái curve với level khác gì nhau thì nãy mình có nói rồi đó, một cái là cho chúng ta chỉnh hai vùng, một cái là cho chúng ta chỉnh tới 15 vùng, đó là khác như vậy. Tức là chúng ta muốn chỉnh nhanh mà dạng như là chỉnh nhanh không thấy á, dễ dùng á, thì chúng ta bật cái level lên. Còn chúng ta muốn chỉnh chi tiết hơn một chút thì chúng ta sử dụng cái curve. Đại khái vậy, curve là một dạng level nâng cao. Đó, có thể tưởng tượng như vậy nó dễ hiểu hơn. Rồi, tiếp. Hoàng Trần Hồng quên check là SSG baby. Như mình nói rồi, nói hồi nãy rồi đó, thì nó là bị bị về cái trình duyệt với lại về cái host của thằng Google thôi, nó không cho mình up chừng đó thì mình biết như vậy thôi. Vấn đề là trong cái lúc mà mình xem trên máy tính á, xem trên máy tính á thì nó có tốt hay không, còn không thì đó là do những cái chi tiết khách quan, những cái trường hợp khách quan khác mình không tác động được. Em muốn cho mẫu thành màu đen tuyền hết thì mình sẽ chỉnh cái màu đen, chỉnh mẫu thành màu đen, sau đó mình sẽ dùng cái layer mask để chỉnh cái vùng tác động nó vào mẫu thôi. Đại khái là vậy. Đúng rồi, bạn là Phong Hạ này, bạn có trả lời này. Anh có xài Camera Raw filter không? À, có. Mình có xài Camera Raw, tuy nhiên là với cái số lượng lớn, ví dụ đây mình đa phần là mình chỉnh với cái số lượng lớn, thành ra là mình sẽ sử dụng Lightroom là nhiều. Chúc ngủ ngon. Ok Khải, chúc ngủ ngon. Bye bye. Canon 750D lên 18-135, khá ổn. Tuy nhiên là mình phải hỏi lại là bạn có nhu cầu sau này bạn up lên hay không, tức là bạn có muốn lên đời hay không đó. Nếu như các bạn muốn lên đời á thì sử dụng Canon là ok. Còn như các bạn không muốn lên đời á, tức là chúng ta chỉ sử dụng cái tầm dạng thấp thấp như vậy thôi, đủ dùng thôi á, tức là mình không có nhu cầu nâng cấp nữa, thì mình sử dụng Nikon là ngon nhất. Lý do là bởi vì những cái lens mà dạng như là lens chúng ta hay gọi là lens kit á của thằng Nikon á, nó rất là ngon. Cái dạng lens kit của Nikon nó ngon hơn cái Canon cực kỳ, nét hơn. Đó, cho nên là nếu như các bạn không có nhu cầu up lên á, cho nên là nếu như các bạn không nhu cầu up lên thì các bạn sử dụng Nikon ngon hơn. Còn nếu như các bạn có nhu cầu là sau này sẽ nâng lên, có đại hay các bạn, thì mình sử dụng Canon, tại vì những cái dòng lens cao cấp của Canon nó ngon và nó tương đối nó rẻ hơn cái dòng lens cao cấp của Nikon. Đó, nhưng mà cái dòng lens mà dạng cấp thấp của Nikon xài ngon, còn cấp thấp của Canon xài như kit luôn, đại khái là như xịt vậy á. Ví dụ so sánh cái 18-55 của thằng Canon với lại 18-55 của thằng Nikon, mình kiểu gì mình cũng nói là của thằng Nikon nó ngon hơn, ngon hơn hẳn. Nếu bạn nào mà cầm hai cái máy rồi thì các bạn có thể xác nhận dùm mình coi sao, hay là nó là một cái cảm giác của mỗi mình hay thôi. Rồi, Phúc ơi, mình có nên xài chạy action không hay hạn chế xài action mà chỉnh bằng tay? Tùy thấy ha, ví dụ như là một số cái action mình cảm thấy nó rút gọn, vấn đề nó rút gọn cái công việc của chúng ta lại hay không thôi, chứ mình không có áp đặt là không nên sử dụng action hay là thế nào cả. Ví dụ như là đây, ví dụ muốn chỉnh răng này chẳng hạn vậy, mình đâu có rảnh đâu mà mình tạo ra một đống cái layer để mà mình chỉnh răng đúng không? Đây mình có một cái action là dạng như là đây mình tạo cái dentist này, click cái nó chạy, đây mình chỉ việc sử dụng cái brush ra chỉnh răng thôi, thì nó rất là nhanh. Đó, tức là chúng ta còn tùy tùy mục đích đó, ví dụ như là để học tập á, để học á, để tự học thì chúng ta hạn chế sử dụng action. Tại vì action là cái nó lưu lại cái bước làm của người khác, thành ra là nếu bạn chưa học á, chưa biết á, thì các bạn sẽ không biết là người ta đã dùng cái gì, không biết cách để chúng ta nghiên cứu cái action, thành ra là hạn chế sử dụng. Còn không á thì nếu như để làm á thì mình nghĩ là nên sử dụng action, tại vì nó rút gọn công việc chúng ta lại, tiết kiệm được khoảng thời gian đó để mình làm cái công việc khác, nó tạo ra cái khoản thu ngon hơn đúng không? Rồi, này, cái loại ánh sáng nhập nó sẽ overlay,
Cái này bạn search ở trong cái channel của mình, cái livestream buổi đầu tiên á, livestream số 1 á, thì mình có nói tới ha. Rồi Xuân Đạt, anh có dùng eDesign không? Có. Lâu lâu mình vẫn layout mấy cái catalog này nọ đó. Và Đỗ Xuân Anh, adjustment không chỉnh được nhiệt độ màu đúng không? Mình thường hay thế bằng curve cho ám vàng hay xanh. Trong cái curve của trong cái adjustment layer phủ của Photoshop á, thì nó chỉnh cái nhiệt độ màu nó khó hơn so với lại sử dụng cái camera raw. Đó, còn nếu như các bạn sử dụng chỉnh trên cái hình gọi là hình raw thì chúng ta sử dụng camera raw hoặc là Lightroom thì chúng ta chỉnh dễ hơn. Còn như trong Photoshop rồi thì nó thành cái dạng như là hình bình thường rồi, thành ra là chúng ta chỉnh nó khó hơn và nó không có hiệu quả nhiều như là thằng khi như khi chúng ta sử dụng trên camera raw. Đó, thành ra là nó tùy thôi. Còn khi chúng ta chỉnh nhé, thì các bạn có thể thấy là nó có một số cái chức năng như chỉnh khử vàng, hay như bên chị Thùy Uyên có một cái tool rồi, mình cũng không có muốn làm lại. Đó là chúng ta tạo ra những cái chọn cái vùng màu xám ở trong hình á, chọn vùng màu xám thì tự động cái Photoshop nó sẽ chỉnh lại về cái nhiệt độ màu. Chúng ta với ví dụ mình sử dụng cái curve này chẳng hạn, thế mình sẽ tạo cái curve này đi. Curve. Ở đây nè, mình có thể chỉnh lại cái nhiệt độ màu bằng cách là chúng ta sử dụng cái color picker màu eye picker này, eyedropper này màu xám này, thì mình sẽ chọn vào cái điểm màu xám 50%, click vô cái tự động Photoshop đã chỉnh lại cái nhiệt độ sao cho cái màu xám nó đúng màu xám, những cái màu khác nó cũng sẽ theo, cho nên là lúc đó cái màu chúng ta sẽ chỉnh lại. Tuy nhiên có một vấn đề là chúng ta khó tìm được cái điểm nào đúng màu xám lắm đó, thành ra là mình nghĩ là chúng ta nên chụp RAW là bởi vì như vậy. Thấy nhiều người vẫn khuyên chụp RAW là vì lý do như vậy đó, chúng ta chỉnh lại nó linh hoạt hơn. Còn như trong Photoshop nói gì nói mình nó vẫn chỉ là dạng như là tương đối thôi, nó không thể nào ngon được bằng trong bằng RAW được. Có thể là mình sẽ có một cái tutorial riêng để nói về vấn đề này, tại vì mình thấy nhiều người rồi cho nên nhiều người làm rồi, thành ra là mình cũng không có làm lại. Rồi tiếp bạn Vương Anh, em xếp ảnh ở Photoshop xem ảnh màu vẫn ổn mà khi đặt làm hình nền desktop mà bị nhạt đi, nguyên nhân là vì sao? Bạn coi lại cái lúc mà mình chỉnh á, các bạn vào cái edit color setting, các bạn chỉnh lại ở đây có phải là sRGB hay không. Với lại các bạn vào edit này, chọn convert to raw file, các bạn coi ở cái source space nó phải là sRGB hay không. Thì các bạn export ra thì nó sẽ ra là sRGB, các bạn set lên nó sẽ đỡ bị nhạt màu. Còn nếu như nó vẫn bị nhạt á thì đó là lý do các bạn set cái color raw file ở trong cái panel có thể nó bị sai. Đại khái là như vậy. Thì cái đó mình không hướng dẫn, tại vì như lần trước mình hướng dẫn xong nhiều bạn vô nó mò xong cái bị sai lệch đi lại nói là tại thằng Phúc nói này nói kia, lại làm theo nó bị sai, cái suy ra là tại thằng Phúc nên là thôi được rồi. Nói chung là nó nhiều vấn đề, nó vấn đề về cái color profile, có thể là cái vấn đề nó là cái vấn đề muôn thuở luôn, nhiều người bị lắm. Và để giải quyết thì chỉ có thể là mình tới tận nơi mình coi thử là nó bị lệch như thế nào nó dễ hơn, chứ còn mà ngồi nói như vậy thì nguyên nhân thì nó vô vàn luôn. Có thể là về cái máy của bạn, về cái set cái color profile, hoặc là về cái màn hình nó bị sai màu chẳng hạn như vậy đó, nhiều trường hợp nên trả lời như này chắc chắn không đủ. Lâu lâu vô lại hình như anh mập hơn, không phải đâu, tại mấy cái tóc á nhìn mặt tròn tròn. Rồi chị Nguyễn, khi chụp ảnh xong thì anh blend màu bằng Lightroom rồi rồi chỉnh theo Photoshop không? Mình đa phần là mình blend màu bằng Lightroom cho nó nhanh, cho nó nhanh, sau đó mình mới vào Photoshop mình sẽ chỉnh lại về cái ánh sáng màu sắc này nọ làm sao cho nó vừa ý. Tại đa phần bây giờ mình làm là mình làm số lượng lớn không mà, thành ra là mình sử dụng Lightroom á, mình làm một cái xong cái mình sync nó qua, đồng bộ nó hết tất cả một cái màu đó luôn. Tại thường nguyên một bộ ảnh là một bộ màu mà, nên nó sẽ nhanh hơn. Còn như Photoshop mà mỗi lần vào là cứ dùng curve rồi quay level rồi hue saturation color balance các kiểu nữa, giờ tốn thời gian quá. Anh là mình chỉ có chỉnh lại sơ sơ bằng Photoshop sau khi Lightroom thôi. Đó, thì đa phần là mình sử dụng Lightroom là nhiều. Còn Photoshop là chỉnh lại những cái chi tiết như này này, đó, bị lỗi rồi chụp dính người rồi các kiểu đó, thì mình chỉnh lại trong Photoshop. Trần Hoàng Ngọc Quân Sai Canon đang tính đào một con ni lông. Cứ qua ni lông chơi buổi đi, coi thử coi sao, chán rồi lại bán. Mấy cái máy này bán dễ mà. Nên để trong máy ảnh mình là Adobe RGB hay là để là Adobe RGB đi. Để Adobe RGB đi. Để, tại vì từ Adobe RGB mình giảm xuống thì ok.
Còn từ sRGB mà up lên Adobe RGB thì nó phế lắm. Thành ra là cứ để nó cao đi thì để mình có thể giảm xuống được. Còn nếu như mà chúng ta lười á, xác định là chụp xong thì đa phần là up Facebook không á, thì cứ để sRGB thôi. Nhưng mà nếu là mình thì mình chắc chắn mình sẽ luôn luôn để là Adobe RGB. Giờ này vẫn còn 54 người đang coi nhỉ. Bạn nào còn câu hỏi gì thì cứ đặt cho mình nhé, mình sẽ trả lời. Nãy giờ trả lời bao nhiêu câu rồi nhỉ? Lát nữa mình livestream xong mình sẽ ra mình coi lại mình đếm. Comment lên. Nhiều khi chỉ nói không thì có thể là các bạn sẽ không để ý. Thắc mắc là tại sao mình livestream vào nửa đêm mà lại đông người coi hơn là khi mình livestream vào lúc 3 giờ chiều. Ai, không lẽ dân Việt Nam mình thức khuya cỡ vậy nhỉ? Muốn xuất file hình đăng lên web mà không bị vỡ hay không thay đổi màu. Nếu như mà bạn up lên trên Google, Facebook á, thì các bạn sẽ chỉnh lại cái size. Ví dụ như là đây, cái hình này mình muốn up lên Facebook đi, các bạn sẽ vào Image, chọn Image Size nha. Thì các bạn sẽ để là các bạn tìm cái dòng nào là cái dòng số lớn nhất á, các bạn chuyển về 2048. Đó, sau đó xong các bạn click OK và các bạn lưu lại file là PNG. Đó, save as PNG này, các bạn sẽ thấy cái PNG ở phía dưới. Đây, PNG này. Đó, lưu lại và up cái file này lên, mình đảm bảo 100% nó sẽ không bao giờ bị vỡ hẹn. Và nếu như các bạn up lên web á, thì đa phần những cái server về cái web thì nó sẽ giảm cái màu chúng ta đi, giảm cái độ phân giải chúng ta đi, để là sao để cho cái giảm bớt cái dung lượng đi, để cho cái web của họ đỡ bị tải nặng đó, thành ra là nó sẽ bị giảm đi, thì cái đó chúng ta buộc phải thông cảm với lại bên đó thôi. Còn một số cái host mà nó chuyên để chúng ta up hình, ví dụ như là bên Flick chẳng hạn vậy. Ôi, mình vừa bấm cái gì vậy? Như bên Flick chẳng hạn á, thì sẽ cho các bạn up hình lên mà chắc chắn là sẽ không bao giờ bị vỡ, bị xe màu, chắc chắn luôn. Đây, nó còn tùy cái host nữa, cho nên là đại khái ạ, người ta lưu ra cứ sRGB, cứ hệ màu sRGB. Nếu như up Facebook á, thì nó là kích thước 2048 và lưu file PNG. Còn nếu up Flick chẳng hạn vậy, thì chúng ta cứ lưu file full size thôi. Hình như là Flick nó hỗ trợ luôn cả Adobe RGB thì phải, mình không nhớ rõ, nhưng mà hình như nó hỗ trợ. Hình như là Flick thì nó chuyên về hình cho nên là nó không có sợ cái lượt nó bị nặng hay là thế nào cả, nó tối ưu mà. Một số cái host khác như kiểu là 500px hay là Canvas gì gì đó mình cũng quên rồi. Và đa phần là up lên mà muốn ngon thì cứ up Flick thôi. Bạn có thể thấy nhiều người, nhiều cái studio người ta luôn luôn up lên cái Flick đó, xong cái người ta gửi lên là xem full size thì vô đây đó, đại khái là như vậy đó, thì vô Flick thì nó ngon hơn. Lâu quá không thấy anh làm clip YouTube, tại kỳ này đang là bận quá thành ra là chưa làm. Hướng dẫn làm da đẹp đẹp đi anh. Làm da đẹp ha, làm da đẹp thì mình chỉ có chạy portrayer thôi chứ mình không có làm gì hơn. Bữa mình có coi clip làm màu lại cho mẫu nữ, giảm ám vàng tăng màu hồng, anh xanh dương lên ngon. Ok, cảm ơn Trọng Đức. Cuối tuần không phải là album cưới. Album cưới mình giờ mình làm rất là nhiều, mình làm rất nhiều, tuy nhiên là về cái hợp đồng này nọ đó thì mình phải giữ bí mật. Tại vì mình làm như kiểu là một cái freelance mà mình nhận hình về làm. Một cái studio người ta sẽ nhận hình studio về, người ta đưa cho mình làm, và bên đó người ta sẽ tìm khách cho mình. Đó, người ta mình chỉ việc ngồi nhà mình làm hình thôi. Nhưng mà vấn đề là mình sẽ phải giữ bí mật là do mình làm. Đó, mình chỉ có người ta gửi cho mình làm xong up gửi trả lại cho người ta. Mình không có được lộ ra. Đó, cho nên là mình cũng không có livestream được hay là quay clip lại. Chỉ khi nào mà những người mà người ta nhờ mình trên fanpage á, thì mình chỉnh lại, thì những cái đó mình cũng hỏi người ta trước là ok cái bộ này mình có thể livestream lên được hay không. Thì khi nào người ta ok thì mình mới livestream lên được, hay là quay clip này nọ là hướng dẫn lại lại cho anh em thôi.
Còn không thì mình cũng sẽ làm trong im lặng, mở nhạc làm nghe mình. Rồi tiếp, cho em hỏi, history báo màu chuẩn để không bị đỏ quá, anh sẽ xanh như thế nào? Ok, cái cách để chúng ta biết được là chúng ta đang bị ám cái gì á, như kiểu cái này đi, mình sẽ vào trong cái đâu vậy, view room, histogram đây, mình sẽ kéo cho nó to ra nhỉ, sao lại bé tí xíu vậy, hơi bé quá. Đây không biết các bạn thấy được cái này không nhỉ, bé tí xíu à. Nhưng mà đa phần như vậy nè, các bạn nhìn dấu nó sẽ có cái màu, đúng không? Lúc nào nó cũng có bốn cái màu cơ bản này á, cho nên là khi mà chúng ta muốn biết nó đang ám màu gì á, thì các bạn coi thử ở trên cái phần phía highlight nè, phía highlight á, nó đang có cái màu gì nó trội hẳn so với những cái màu khác thì nó đang bị ám màu đó. Ví dụ như trong cái hình này các bạn thấy màu xanh dương nó đang là trội hẳn ra so với màu đỏ và màu tím. Cho nên là về tổng thể á, thì cái hình chúng ta đang là bị ám màu xanh dương. Nhưng mà chúng ta nên coi lại, ví dụ trong hình này đa phần là màu xám xám. Vậy chúng ta có hai cái logo này màu xanh, thành ra là cái này nó màu xanh, cho nên là cân bằng lại thì nó lại là đúng. Tức là chúng ta vừa phải dựa vào máy móc mà vừa phải dựa vào mắt nhìn chúng ta nữa, chứ không phải là chỉ có nhìn cái histogram không mà ta biết được. Tại vì ví dụ như là hình chụp ở một cái khu vực mà nó có nhiều màu vàng á, thì lúc đó chúng ta cân màu đúng rồi, nhưng mà nó vẫn cái màu vàng nó vẫn trội hơn, đúng không? Tại vì nó đang báo màu mà. Bỏ cái tay cầm ra lọc. Nó đang ám màu mà, cho nên chúng ta phải dựa vào là chúng ta sử dụng á, chúng ta sẽ biết được là chúng ta đang ám cái màu gì. Còn histogram là một cái công cụ chúng ta biết được là khi mà chúng ta nhìn là thấy ổn rồi. Ta nhìn chúng ta thấy ổn rồi, nhưng mà khi mà chúng ta xem cái histogram ta sẽ lại thấy những cái gọi là bị lệch như vậy á, thì lúc đó chúng ta sẽ biết được là ok, là tại vì như vậy, là đang ém như vậy, chúng ta biết được, chúng ta chỉnh lại. Rồi, không biết còn câu hỏi gì không nhỉ? Nếu không còn thì mình sẽ ngừng buổi livestream lại. Đây 1 giờ rồi, mình sẽ ngừng lại, mình đi ngủ, sáng mai dậy sớm. Và dự định là chiều mai là mình sẽ làm cái tút về cái làm lịch 2017 cho anh em. Thế nhiên là share cả cái bộ số. Hôm bữa mình có livestream mình làm cái bộ số đó, thì có thể là mình cũng sẽ share luôn cái bộ số đó. Mấy bữa nay mình bận cho nên là mình cũng chưa có làm. Thấy máy nó hơi giật giật rồi, cho nên là mình dự định là mình sẽ nghỉ. Như mình đang sử dụng là cái công cụ Paktoon ha. Paktoon. Đây công cụ Paktoon. Thì các bạn chỉ việc chọn cái này, các bạn kéo chọn cái mụn á, các bạn kéo cái vùng da mà nó không có bị mụn á là ok, là xong. Là tự động Photoshop sẽ chỉnh lại chúng ta. Rồi. 51 bạn. Vừa rồi là như mình thấy như lên được 8 mấy gần 100. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi cái buổi livestream của mình, và mình sẽ gặp lại các bạn vào buổi livestream khác hoặc một cái tút khác. Dự định là tối mai có cái tút. Rồi, ok, bye bye các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon. Bây giờ là 1 giờ sáng thứ bảy. Mình đang nghe bài Alice McRae gì đó.